Không sợ công an bắt à? Ừ, sợ chứ. Đang ngày mùa, cũng phải kiếm thêm chút tiền để đem về cho vợ. Vậy sao hôm nay anh chở ít thế? Lần này có việc nên là vội về nên mua được có 13 bao. Theo xác minh của chúng tôi, anh mua của 3 hộ, mỗi hộ 2 tạ, đóng vào 4 bao. Như vậy, tổng 3 hộ là 12 bao. Bao thứ 13 ở đâu ra? Ừ, tao không biết. Chúng tôi cũng đã xác minh. Hộ chị Cộ là hộ anh mua đầu tiên. Và trước khi bốc hàng lên xe, đã thấy có một bao rồi. Vậy khi đón Vinh, anh ta có mang theo gì không? Bao đó là của ai? Có khi là của thằng A Tống đấy. Là của thằng Vinh. Nó khoe với tao là nó mua được của một thằng nghiện đi.